44 tuổi Thanh Mai vẫn tự tin khoe ngực đầy. Đã bước vào lứa tuổi trung niên, nhưng nhan sắc trẻ trung của cụ MC sức sống mới khiến khán giả ngưỡng mộ. Thanh Mai bước xuống từ xe sang khi xuất hiện tại sự kiện mà chị làm gương mặt đại diện vào tối qua ngày 15 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một doanh nhân thành đạt, nữ diễn viên luôn có nhân viên đưa đón và chăm sóc trong mỗi lần chạy show event. Tự tin về thân hình thon thả và vòng một đầy đặn, cụ MC sức sống mới diện váy bó sát, đính hàng ngàn viên pha lê của nhà thiết kế Châu Phạm. Đây là trang phục được Thanh Mai đặt may riêng. Bộ cánh xuyên thấu tôn được làn da trắng và đường cong quyến rũ của diễn viên cô thủ môn tội nghiệp. Vốn là người có gu ăn mặc tinh tế, Thanh Mai luôn đầu tư cho vẻ ngoài khi dự các sự kiện sang trọng. Không ít vị khách trầm trồ bởi nữ diễn viên trẻ trung rạng rỡ hơn rất nhiều so với độ tuổi 44. Cùng với dáng mi, Thanh Mai được công chúng ưu ái gọi là người đẹp không tuổi bởi thời gian dường như không tác động nhiều đến gương mặt thân hình của chị. Tại sự kiện tối qua, chị còn thay váy đen bồng bềnh như công chúa. Hiện tại, Thanh Mai tập trung điều hành cơ sở làm đẹp. Chị cũng đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi siêu mẫu nhí và thi thoảng nhận lời dự event. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh Mai khá kín tiếng trong cuộc sống riêng. Con gái lớn của chị đang du học ở Mỹ và gần như không lộ diện trước công chúng. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!